12 La Mã Phẩm Đề Bà Đạt Đa Căn cứ theo Kinh A Hàm thì đương thời với Phật, Đề Bà Đạt Đa là người có tham vọng thay Phật, thống lãnh tăng đoạn, từng làm cho thân Phật tra máu, phá hoại Phật nhiều cách, làm chướng ngại sự tu tiến của Phật, chẳng những một đời mà nhiều đời ở quá khứ. Với con mắt phạm phu và nhị thừa thì thấy đề bà đạt đa là người tội lỗi phạm tội ngũ nghịch phải đọa địa ngục nhưng ở đây dưới mắt phật thì đề bà đạt đa là thiện hữu tri thức của phật nhờ đề bà đạt đa ngài mới được viên mãn công hạnh bồ tát để thành phật như vậy nhãn quan của kinh a hàm và kinh đại thừa về đề bà đạt đa rất dị biệt phần sau sẽ giải thích chánh Phần một lúc bấy giờ đức phật bảo các vị bồ tát và hàng trời người bốn chúng ta ở trong vô lượng kiếp về thời quá khứ cầu kinh pháp hoa không có lười mỏi trong nhiều kiếp thường làm vị quốc vương phát nguyện cầu đạo vô thượng bồ đề lòng không thối chuyển vì muốn đầy đủ sáu pháp ba la mật nên siêng làm việc bố thí, lòng không lẫn tiếc. Bố thí voi, ngựa, bảy báo, nước, thành, vợ, con, tôi tớ, bạn bè, cho đến đầu, mắt, tủy, ốc, thân, thịt, tay, chân, chẳng tiếc thân mạng. Thổi đó nhân dân trong đời sống lâu vô lượng, vua vì mến pháp nên thôi bỏ ngôi vua, giao việc trị nước cho thái tử đánh trống trao lệnh cầu pháp khắp bốn phương. Ai có thể vì ta nói pháp đại thừa, thời ta sẽ trọn đời cung cấp hầu hạ. Khi ấy có vị tiên nhân đến thưa cùng vua rằng: Ta có pháp đại thừa tên là Kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Nếu đại vương không trái ý ta, ta sẽ vì đại vương mà tuyên nói. Vua nghe lời vị tiên nhân nói, vui mừng hớn hở liền đi theo vị tiên nhân để cung cấp việc cần dùng, hoặc hái trái, gánh nước, hoặc lượm củi, nấu ăn, cho đến dùng thân mình làm giường ghế, thân tâm không biết mỏi. Thoải đó theo phụng thờ vị tiên nhân trải qua một nghìn năm. Vì trọng pháp nên siêng năng cung cấp hậu hạ cho tiên nhân không thiếu thốn. Bây giờ Đức Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa trên mà nói kệ rằng hai ta nhớ kiếp quá khứ vì cầu pháp đại thừa dầu làm vị quốc vương chẳng ham vui ngủ dục đánh chuông trao bốn phương ai có pháp đại thừa nếu vì ta giải nói thân sẽ làm tôi tớ giờ có tiên trường thọ đến thưa cùng đại vương ta có pháp nhiệm màu trong đời ít có được nếu có thể tu hành ta sẽ vì ông nói khi vua nghe tiên nói sanh lòng rất vui đẹp liền đi theo tiên nhân cung cấp đồ cần dùng lượm củi và rau trái theo lời cung kính dân lòng ham pháp đại thừa thân tâm không lười mỏi khắp vì các chúng sanh siêng cầu pháp màu lớn cũng không vì thân mình cùng với vui ngũ dục nên giàu làm vua lớn siêng cầu được pháp này do đó được thành phật nay vẫn vì ông nói giảng phẩm này cũng có vẻ huyền bí như phẩm hiện bảo tháp nếu không khéo nghe có thể hiểu lầm trước hết phật kể lại thuở vô lượng kiếp về trước ngài từng làm quốc vương cầu đạo vô thượng bồ đề muốn viên mãn hạnh lục độ, thực hành pháp bố thí rốt ráo không tiếc thân mạng. Vua truyền ngôi cho Thái tử, đi khắp nơi để cầu pháp. Lúc bấy giờ có vị tiên nhân tự giới thiệu với vua là ông có pháp đại thừa tên là Diệu Pháp Liên Hoa. Nếu vua không trái ý ông, thì ông sẽ vì vua mà nói. Vua nghe rất vui mừng, bèn theo vị tiên ấy trải qua một ngàn năm xả thân, phụng thờ, hầu hạ, cung cấp mọi nhu cầu không thiếu sót. Ở đây, quốc vương vì muốn viên mãn hạnh lục độ để thành Phật, nên Ngài thực hành pháp bố thí, buông xả tất cả những sở hữu như danh vọng, quyền hành, vợ con, cho tới thân mạng cũng không lẫn tiếc. Tức là không còn chấp thân tâm là thật, không còn chấp ngoại cảnh là thật, do buông xả tất cả ngã pháp nên mới thể nhập tri kiến Phật. Xưa thiền sư Quy Tông đệ tử của Ngài Mã Tổ là người buông xả tất cả nên được thiền sư Hoàng Bá khen. Trong đây chỉ có Quy Tông là người tiêu chảy đầy đất. Tổ nói nghe có vẻ tiếu ngạo nhưng kỳ thật đó là lời tán thán hạnh buông xả của Ngài Quy Tông. Tu mà không buông xả còn một niệm chấp thủ thì không bao giờ thấy đạo. Vì vậy, vừa có một niệm giấy khởi, dù là niệm thiện hay niệm bất thiện, đều phải buông, đó là xả. Buông sạch, không còn một niệm. Tâm thanh tịnh, đó mới thật là xả. Chánh văn ba Phật bảo các tỳ kheo rằng, thuở ấy, vua đó thời chính là thân ta. Còn tiên nhân đó nay chính là ông Đề Bà Đạt Đa. Do nhờ ông thiện tri thức Đề Bà Đạt Đa làm cho ta đầy đủ sáu pháp ba la mật, từ bi hỷ xã, 32 tướng tốt, 80 món đẹp, thân sắc vạn tía, 10 trí lực, 4 món vô sở úy, 4 món nhiếp pháp, 18 món bất cộng, thần thông đạo lực, thành bậc đẳng chánh giác trọng độ chúng sanh. Tất cả công đức đó đều là nhân thiện tri thức đề bà đạt đa cả. Giảng Phật nói vị tiên nhân thuở xưa, nay chính là đệ bà Đạt Đa, vị quốc vương cầu đạo, nay chính là Ngài. Nhờ thiện tri thức đệ bà Đạt Đa mà Phật thực hành viên mãn sáu pháp ba la mật, từ bi hỷ xã, được đầy đủ công đức trí tuệ và thành Phật. Chỗ này chúng ta phải hiểu cho thấu đáo, nếu không thì sẽ hoang mang nghi ngờ. Trong kinh A Hàm, Phật tuyên bố rằng Đề bà Đạt đa sau khi chết sẽ đọa địa ngục không thể cứu. Tôn giả A Nan là em ruột của Đề bà Đạt đa, nghe Phật nói vậy lo sợ thương khóc đến thưa hỏi Phật rằng: Bạch Thế Tôn, do thiên nhãn mà Phật nói như vậy, hay ngài dùng trí suy luận quán xét về nhân duyên mà nói như vậy? phật trả lời rằng ta dùng trí xét thì thấy đề bà đạt đa không có một hành vi thiện nên ta nói như thế nhìn theo lý nhân quả thì đề bà đạt đa tạo quá nhiều nghiệp ác mà tội nặng nhất là phá hòa hợp tăng và làm thân phật ra máu đó là hai tội trong năm tội ngũ nghịch chỉ tạo một trong năm tội ngũ nghịch là phải đọa địa ngục rồi huống là hai tội đó là cái nhìn tương đối theo kinh A Hàm, dạy bỏ ác làm thiện. Mà Đề Bà Đạt Đa đã làm nhiều điều ác, nên Phật nói đọa địa ngục để hướng dẫn chư tỳ kheo tu. Bỏ pháp ác, thực hành pháp thiện. Còn kinh Pháp Hoa chỉ thẳng tri kiến Phật. Tri kiến Phật thì không bị giới hạn bởi không gian, thời gian, không kẹt trong pháp tương đối hai bình. Giáo lý cứu cánh không cho phép chúng ta nhìn hai bên thiện ác, mà phải thấy vượt trên cả thiện ác. Khi đã nhận ra nơi mình có cái chân thật là Phật tánh, thì ở trong mọi hoàn cảnh bất như ý, phải khắc phục để vượt qua. Như thế công hạnh Bồ Tát mới viên mãn thành Phật. Thí dụ, Thầy A phát tâm tu hành bố thí, đem rất nhiều của cải tiền bạc xây chùa, cúng tăng giúp đỡ người đau bệnh, tật nguyền, nghèo khó. Tuy nhiên, thầy cũng còn để lại một vài vật quý mà thầy ưa thích. Một hôm có người đến xin vật quý đó, nếu thầy A thấy người xin là kẻ xấu lợi dụng lòng tốt của mình nên không cho. Như vậy, hạnh bố thí của thầy chưa trọn. Ngược lại, tuy thầy A quý các vật đó không đem ra bố thí, nhưng có người xin, thầy vui vẻ cho và thấy người dám xin là người tốt muốn giúp cho thầy buôn xả rốt tráo sớm thành tựu hạnh bố thí hạnh nhẫn nhục và những hạnh khác cũng vậy nếu người phát tâm tu hạnh nhẫn nhục mà không có sự thử thách thì hạnh nhẫn nhục không viên mãn thí dụ thầy b là người giữ giới rất nghiêm minh sống rất thành thật hài hòa trên kính dưới nhường nên rất được thầy bạn thương quý thầy phát tâm tu hành nhẫn nhục. Một hôm bất thần có người mắng thầy thậm tệ, cho thầy là kẻ phạm trai, phá giới, phản thầy, lừa bạn, không xứng đáng là người tu. Nếu thầy tức giận phân bua cải chính, thì thầy thực hành hạnh nhẫn nhục chưa trọn. Nếu thầy bình thản chấp tay mô Phật, thấy người đó đã vì sự tu tiến của thầy mà phải chấp nhận nghiệp ác khẩu. Họ đã hy sinh quá nhiều, không phải bồ tát nghịch hạnh là gì thầy không giận mà còn nhớ ơn và kính trọng như vậy thì không có niệm oán thù thân sơ để đi tới từ bi bình đẳng có như thế công hạnh nhẫn nhục của thầy mới viên mãn bồ tát có khi hiện thuận hạnh an ủi phổ về trong khi chúng ta nguy khốn hay thối tâm bồ đề có khi hiện nghịch hạnh để thử thách khiến người đang kẹt trong cảnh xuôi thuận được thức tỉnh để tiến cả hai thuận hạnh hay nghịch hạnh đều là bồ tát giúp cho người tu được viên mãn công hạnh tu hành nếu thấy người an ủi vỗ về giúp đỡ là người ơn người thử thách trầy mắng là kẻ phá hại còn thấy người ơn và kẻ hại là còn thấy hai còn thấy hai thì không thể nào nhận ra tri kiến Phật mà Kinh Pháp Hoa đã dạy. Vì vậy nên ở đây, Phật nói Đề Bà Đạt Đa là thiện hữu tri thức của Ngài. Không phải đời này mà là nhiều kiếp về trước. Nhờ thiện hữu tri thức Đề Bà Đạt Đa mà Phật viên mãn công hạnh Bồ Tát được thành Phật. Chánh phần 4. Phật bảo hàng tứ chúng. Qua vô lượng kiếp về sau, ông Đệ Bà Đạt Đa sẽ được thành Phật, hiệu là Thiên Vương Như Lai, ứng cúng, chánh biến trì, minh hạnh túc, thiện thể, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật, Thế Tôn. Cõi nước đó tên là Thiên Đạo. Lúc Thiên Vương Phật trụ ở đời 20 trung kiếp, trọng vì các chúng sanh mà nói pháp màu hằng hà sa chúng sanh được quả a la hán vô lượng chúng sanh phát tâm duyên giác hằng hà sa chúng sanh phát tâm vô thượng đạo được vô sanh nhẫn đến bậc bất thối chuyển sau khi đức thiên vương phật nhập niết bàn chánh pháp trụ lại đời hai mươi trung kiếp toàn thân xá lợi dựng tháp bằng bảy báo cao 60 do tuần, ngang dọc 40 do tuần. Các hàng trời, nhân dân đều đem hoa đẹp, hương bột, hương xoa, hương đốt, y phục, chuỗi ngọc, tràng phan, lộng báo, kỹ nhạc, ca tụng để lễ cúng dường tháp đẹp bằng bảy báo đó. Vô lượng chúng sanh được quả A-la-hán, vô lượng chúng sanh ngộ bích chi Phật, bất khả tư nghị chúng sanh phát tâm Bồ Đề đến bậc bất thối chuyển. Đức Phật bảo các tỳ kheo. Trong đời vị lai, nếu có kẻ thiện nam, người thiện nữ, nghe kinh, diệu pháp liên hoa, phẩm, đệ bà đạt đa, sanh lòng trong sạch, kính tinh, chẳng sanh nghi lầm, thời chẳng đọa địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, được sanh ở trước các đức Phật trong mười phương. Chỗ người đó sanh ra thường được nghe kinh này nếu sanh vào cõi nhân thiên, thời hưởng sự vui rất thắng diệu. Nếu sanh ở trước Phật, thời tự hoa sen hóa sanh. Giảng Tới đây, Phật thọ ký cho Đệ Bà Đạt Đa, sau thành Phật, hiệu là Thiên Vương. Cõi nước cũng trang nghiêm đẹp đẽ độ đệ cũng đồng đảo. Phật lại kết thúc rằng, nếu đời sau, ai nghe phẩm Đệ bà đạt đa mà kính tin không nghi thì không đọa ba đường ác sanh vào cõi lạnh từ hoa sen sanh tại sao chỉ tin mà phước lớn như vậy vì tri kiến phật không phải chỉ có nơi người thiện mà người ác cũng có từ trước những người thiện biết hướng về phật pháp biết trị kinh pháp hoa đều đã được phật thọ ký thành phật đến đây người làm điều ác phá hòa hợp tăng, làm thân Phật tra máu như đề bà đạt đa cũng được Phật thọ ký thành Phật. Như vậy để thấy rằng người thiện hay ác đều có tri kiến Phật. Nếu biết thức tỉnh tu hành thì sẽ thành Phật. Cái đó là đối với tất cả chướng duyên, người tu khắc phục được tâm không phiền não luôn luôn thanh tịnh thì có một sức mạnh phi thường tiến vững trên đường đạo Không yếu hèn rơi trong đường ác Chánh văn Năm Bây giờ, ở Hạ Phương Vị Bồ Tát theo hậu Đức Đa Bảo Như Lai Tên là Trí Tích Bạch với Đức Đa Bảo Phật Nên trở về bổn quốc Đức Thích Ca Mâu Ni Phật Bảo Trí Tích rằng Thiện Nam Tử Chờ giây lát cõi đây có Bồ Tát tên Văn Thù Sư Lợi, có thể cùng ra mắt nhau, luận nói Pháp Màu, rồi sẽ về bổn độ. Lúc đó, Ngài Văn Thù Sư Lợi ngồi hoa sen nghìn cánh lớn như bánh xe. Các vị Bồ Tát cùng theo cũng ngồi hoa sen báo. Từ nơi cung rộng ta kiệt la trong biển lớn, tự nhiên vọt lên trụ trong hư không. Đến núi Linh Thứ, từ trên hoa sen bước xuống đến chỗ Phật, đầu mặt kính lạy chân hai đức Phật. Làm lễ xong, qua chỗ trí tích cùng hỏi thăm nhau rồi ngồi một phía. Ngài trí tích Bồ Tát hỏi Ngài Văn Thù Sư Lợi rằng, Ngài qua cung rồng hóa độ chúng sanh số được bao nhiêu? Ngài Văn Thù Sư Lợi nói, Số đó vô lượng không thể tính kể, chẳng phải miệng nói được, chẳng phải tâm lường được, chờ chừng dây lát sẽ tự chứng biết. Ngài văn thù nói chưa dứt lời, liền có vô số Bồ Tát ngồi hoa sen báo từ biển vọt lên đến núi Linh Thứ, trụ giữa hư không. Các vị Bồ Tát này đều là của Ngài văn thù sư lợi hóa độ. Đủ hạnh Bồ Tát đều chung luận nói sáu pháp ba là mật. Những vị mà trước kia là thanh văn ở giữa hư không, nói hạnh thanh văn nay đều tu hành nghĩa không của Đại Thừa. Ngài Văn Thù Sư Lợi nói với Ngài Trí Tích rằng, Tôi giáo hóa ở nơi biển việc đó như thế. Lúc ấy, Ngài Trí Tích Bồ Tát nói kệ khen rằng, Đại trí đức mạnh mẽ, hóa độ vô lượng chúng, nay trong hội lớn này, và tôi đều đã thấy, diễn nói nghĩa thật tướng mở bày pháp nhất thừa trọng độ các chúng sanh khiến mau thành bồ đề giảng bồ tát thị giả của phật đa bảo ở phương dưới tên là trí tích tích là dấu vết là chứa nhóm trí tích là trí hiểu biết do huân tập nên còn kẹt còn vướng mắt trí này còn phân biệt còn vướng mắt thuộc về hữu sư trí nên không thể tin nhận tri kiến Phật. Vì vậy mà ở đây biểu trưng bằng hình ảnh Bồ Tát trí tích ở Hạ Phương đòi trở về bổn quốc. Bồ Tát văn thù tiêu biểu cho căn bản trí. Căn bản trí hằng dứt sạch mọi nhiễm ô tham ái chấp trước, luôn thanh tịnh, có khả năng tin nhận tri kiến Phật, nên biểu trưng bằng hình ảnh Bồ Tát Văn Thù ngồi hoa sen lớn từ biển lớn vọt lên hư không đến núi linh thứu đảnh lễ phật sau khi đảnh lễ phật bồ tát trí tích và bồ tát văn thù cùng thăm hỏi nhau hai vị bồ tát gặp nhau để làm gì vì bồ tát trí tích thuộc về hữu sư trí do huân tu tùy duyên ứng hiện giáo hóa chúng sanh mà được còn bồ tát văn thù là căn bản trí có sẵn nơi mỗi người hằng thanh tịnh sáng suốt. Hai trí này hợp nhau mới viên mãn đạo Bồ Đề thành Phật. Nên nói, Bồ Tát trí tích và Bồ Tát văn thù cùng ra mắt luận nói Pháp Màu. Lại nữa, căn bản trí là trí biết đầy đủ, biết được tri kiến Phật sẵn có nơi mọi chúng sanh. Vô số chúng sanh ở cõi ta bà này, ai cũng có tri kiến Phật nên nói Bồ Tát Văn Thù giáo hóa vô lượng vô số chúng sanh không thể tính kể. Chánh Văn 6. Ngài Văn Thù Sư Lợi nói Ta ở biển chỉ thường tuyên nói kinh diệu pháp liên hòa. Ngài Trí Tích hỏi Ngài Văn Thù Sư Lợi rằng Kinh này rất sâu vi diệu là báo trong các kinh. Trong đời rất ít có Vậy có chúng sanh nào siêng năng tinh tấn tu hành kinh này Mau được thành Phật chăng? Ngài Văn Thù Sư Lợi nói Có con gái của vua rồng Ta Kiệt La mới 8 tuổi Mà căn tánh lanh lẹ, có trí tuệ Khéo biết các căn tánh hành nghiệp của chúng sanh Được Pháp tổng trị Các tạng Pháp kính rất sâu của các Phật nói Đều có thể thọ trị Sâu vào thiền định rõ thấu các pháp trong khoảng sát na phát tâm bồ đề được bật bất thối chuyển biện tại vô ngại thương nhớ chúng sanh như con đỏ công đức đầy đủ lòng nghĩ miệng nói pháp nhiệm màu rộng lớn từ bi nhân đức khiêm nhường ý chí hòa nhã nạn ấy có thể đến bồ đề trí tích bồ tát nói rằng tôi thấy đức thích ca như lai ở trong vô lượng kiếp làm những hạnh khổ khó làm chứa nhiều công đức để cầu đạo bồ đề chưa từng có lúc thôi dứt tôi xem trong cõi tam thiên đại thiên nhẫn đến không có chỗ nhỏ bằng hạt cải mà không phải là chỗ của bồ tát bỏ thân mạng để vì lợi ích chúng sanh vậy sao mới được thành đạo bồ đề chẳng tin lông nữ đó ở trong khoảng giây lát chứng thành bậc chánh giác. Nói luận chưa xong, lúc đó con gái của Long Vương bỗng hiện ra nơi trước, đầu mặt lễ kính Phật, rồi đứng một phía nói kệ khen rằng. Thấu rõ tướng tội phước, khắp soi cả mười phương, pháp thân tịnh phi diệu, đủ ba mươi hai tướng, dùng tám mươi món tốt để trang nghiêm pháp thân. Trời người đều kính ngưỡng, long thần thảy cung kính, tất cả loài chúng sanh không ai chẳng tôn phụng. Lại nghe thành Bồ Đề chí Phật nên chứng biết, tôi nói pháp đại thừa độ thoát khổ chúng sanh. Giảng. Ở đây không những nam tử được Bồ Tát văn thụ giáo hóa cho thành Phật, mà hàng nữ nhi như lông nữ cũng được độ thành Phật. Lông nữ chẳng những mang thân nữ lại còn là loài trồng mới có 8 tuổi mà nói thành Phật thì Bồ Tát Trí Tích không tin. Tại sao? Vì Trí Tích là trí do huân tập. Bởi do huân tập được nên chỉ biết tu mà được thành Phật. Thành Phật là phải trải qua vô lượng kiếp hành Bồ Tát đạo như lời phật thích ca kể lại tiền thân của ngài bây giờ nói lông nữ vừa là nữ vừa là thú vừa là nhỏ mà thành phật thì làm sao tin được nên với bồ tát trí tích ngài không thể tin còn bồ tát văn thù là căn bản trí biết rõ tất cả chúng sanh đều có sẵn tri kiến phật nếu căn tánh lanh lợi khi được khai thị tin nhận và hằng sống với tri kiến phật là thành Phật. Bất luận là nam hay nữ, lớn hay nhỏ, người hay thú. Chánh văn 7. Bây giờ, Ngài Xá Lợi Phất nói với Long Nữ rằng Người nói không bao lâu chứng được đạo vô thượng, biết đó khó tin. Vì sao? Vì thân gái nhờ uế chẳng phải là pháp khí. Thế nào có thể được thành vô thượng chánh giác? Đạo Phật xa rộng phải trải qua vô lượng kiếp cần khổ chứa nhóm công hạnh, tu đủ các độ, vậy sao mới thành được? Lại thân gái còn có năm điều chướng. Một, chẳng được làm Phạm Thiên Vương. Hai, chẳng được làm Đế Thích. Ba, chẳng được làm Ma Vương. Bốn, chẳng được làm Chuyển Luân Thánh Vương. Năm, chẳng được làm Phật thế nào thân gái được mau thành phật lúc đó long nữ có một hạt châu báu giá trị bằng cõi tam thiên đại thiên đem dâng lên đức phật phật liền nhận lấy long nữ nói với trí tích bồ tát cùng tôn giả xa lời Phất rằng tôi hiến châu báu đức thế tôn nạp thọ việc đó có mau chăng đáp rất mau long nữ nói lấy sức thần của các ông xem tôi thành Phật lại mau hơn việc đó. Đương lúc đó cả chúng hội đều thấy lông nữ thoạt nhiên biến thành nam tử, đủ hạnh Bồ Tát, liền qua cõi vô cấu ở phương Nam, ngồi tòa sen báo thành Phật đẳng chánh giác, đủ 32 tướng, 80 món đẹp, khắp vị tất cả chúng sanh trong mười phương mà diễn nói Pháp Màu. Khi ấy trong cõi ta bà hàng Bồ Tát Thanh Văn, Trời, Trọng, Bác Bộ, Nhân cùng Phi Nhân đều xa thấy Long Nữ thành Phật. Khắp vị hàng nhân thiên trong hội đó mà nói Pháp, sanh lòng vui mừng đều xa kính lạy. Vô lượng chúng sanh nghe Pháp tỏ ngộ được bậc bất thối chuyển. Vô lượng chúng sanh được lãnh lời thọ ký thành Phật. Cõi vô cấu sáu điệu vang động, cõi ta bà ba nghìn chúng sanh trụ bậc bất thối. Ba nghìn chúng sanh phát lòng bồ đề Mà được lãnh lời thọ ký Trí tích Bồ Tát và Ngài Xá Lợi Phất Tất cả trong chúng hội Yên lặng mà tin nhận đó Giảng Không riêng gì Bồ Tát trí tích Không tin lông nữ sẽ thành Phật Mà cả tôn giả Xá Lợi Phất Cũng không tin Ngài nêu lên năm điều Mà nữ giới không thể làm được Là Phạm Thiên Vương đế thích ma phương chuyển luân thánh vương phật thông thường những người tu hành có liên hệ tình cảm với phái nữ nửa chừng cởi áo tu ra đời thì bây giờ người nữ ấy bị coi như ma nữ phá hại người tu hành ở đây nói nữ giới không thể làm phạm thiên đế thích chuyển luân thánh vương cho đến ma vương cũng không làm được tại sao chê phái nữ quá vậy như trước đã nói tuy tôn giả xá lợi phất đã được thọ ký nhưng ngài còn quen cái nhìn theo nghiệp tướng thấy người nữ nghiệp nặng hơn người nam nên không thể làm phạm thiên đế thích vì nhìn trên nghiệp tướng nên thấy người nữ khó tu hơn người nam long nữ dân hạt châu lên phật để cúng dường có nghĩa là trình sự tin nhận tri kiến phật giống như trình sở ngộ để phật tổ ấn chứng cho chỗ tin thấy của mình là không sai. Việc thành Phật của Long Nữ nhanh hơn việc dân châu lên Phật. Bây giờ trong chúng hội đều thấy Long Nữ thoạt biến thành Nam Tử, đầy đủ công hạnh Bồ Tát, liền qua cõi vô cấu thành Phật thuyết Pháp. Ngài trí tích thuộc hàng Bồ Tát, tôn giả Sa lợi Phất thuộc hàng Thanh Văn. Cả hai đều là bậc trí tuệ. Nhưng trí tuệ của hai ngài do huân tập còn hạn cuộc trong vòng tương đối nên còn thấy theo nghiệp tướng. Vì vậy mà không thể tin lông nữ thành Phật. Căn cứ trên nghiệp tướng thì thân nam nữ có sai biệt, nhưng tri kiến Phật sẵn có nơi mỗi người thì không chắc. Hơn nữa tri kiến Phật không có nam tử đối đãi Vì không có nam nữ đối đãi nên ai nhận ra tri kiến Phật thì thành Phật. Bất luận nam hay nữ không nhận được thì không thành Phật. Phẩm này nêu lên hai đặc điểm. Thứ nhất là bình đẳng giữa thiện và ác. Kẻ ác người thiện ai cũng có tri kiến Phật như nhau. Dù ác dù thiện một phen nhận ra tri kiến Phật của chính mình thì thành Phật. Chẳng hạn, đồ tể quảng ngạch một phen phóng hạ đồ đao lập địa thành Phật. Thiện sư tư nghiệp trước kia làm đồ tể Ngộ Được Lý Đạo liền nói Hôm qua tâm giả dạ xoa Ngày nay mặt Bồ Tát Giả dạ xoa và Bồ Tát Chỉ cách một đường tơ Ở đây Phật Thọ Ký cho Đề Bà Đạt Đa thành Phật Là để nói kẻ ác phạm tội ngũ nghịch Như Đề Bà Đạt Đa Vẫn có tri kiến Phật Nếu thức tỉnh tu hành Thì cũng thành Phật Thứ hai là bình đẳng giữa nam và nữ, giữa người và thú. Người nam hay người nữ, kể cả súc sanh, đều có tri kiến Phật. Vì vậy mà Bồ Tát thường bất khinh gặp ai cũng nói, Tôi không dám khinh các ngài, các ngài sẽ thành Phật. Đó là để nói lên ý nghĩa này. Ai ai cũng có tri kiến Phật, nhưng vì quên nên không nhận. Do vậy, cứ luân hồi mãi trong sáu đường nếu nhận ra thì thành phật nên ở đây long nữ khi nghe kinh pháp hoa liền tin nhận và thành phật phẩm kinh này dạy cho chúng ta một lối nhìn bình đẳng dù là người thiện hay ác đều thấy như nhau đối với người ác không khinh thường không ác cảm dù là người nam hay nữ cũng thấy như nhau vì ai ai cũng có tri kiến phật dù là người hay thú tất cả đều có tri kiến phật nên không nỡ hại nhau nếu tin nhận được thì công đức vô lượng